Chào tất cả anh em, mình là Long. Hôm nay lại là chuyên mục bán hàng. Bên mình có một chiếc Surface Pro 7 mới về, phiên bản thấp chất Core i3. Một phiên bản mình nghĩ là phù hợp, rất phù hợp với những anh em mà muốn trải nghiệm Surface Pro 7 dùng văn phòng cơ bản thôi, và muốn những cái tính năng hay ho xịn sò của Pro 7 thì rất rất là đáng nên mua. Phiên bản này mình đang có ấy, thì khách cũ mới mua được khoảng tầm 2 ngày thôi. Anh ấy dùng và thấy thích quá và đổi thẳng lên phiên bản i7. Nay thừa ra con Surface Pro 7 i3 này bán cho anh em. Ok. Chiếc máy này mới sạc có 3 lần thôi anh em nhé, cực kỳ ít, coi như là gần như chưa sử dụng. Ồ, vẫn còn mùi thơm của máy mới. Máy mới nếu mà anh em mua ở Đăng Vũ hiện tại ấy, có giá gần 20 triệu. Nhưng với việc là anh em bỏ tiền ra mua chiếc máy này chỉ với giá 16 triệu rưỡi thôi, rẻ hơn máy mới rất là nhiều. Hơn thế nữa ấy, thì anh em được tặng bàn phím này, được tặng thêm office chuột Logitech này, giá màn hình miễn phí trong 12 tháng này, rất rất nhiều quà cho anh em. Với phiên bản i3 này thì mình không khuyến khích với những anh em là dùng đồ họa đâu nhé, máy chỉ dùng tác vụ văn phòng cơ bản thôi. Mình nghĩ là rất là best, màn hình thì rất là đẹp để anh em giải trí, xem phim, nghe nhạc, rất là đã. Ngoài việc là cấu hình nó thua kém những phiên bản như i5, i7 ra ấy, thì mọi thứ giống hệt. Nó vẫn hỗ trợ cổng Type-C xịn sò đây này, vẫn có cổng USB, vẫn có màn hình 3K độ phân giải cao, 16 triệu rưỡi được Pro 7, còn chờ gì nữa anh em đúng không? Nếu anh em muốn mua chiếc Surface Pro 7 này thì có thể tới Đăng Vũ, hoặc là có thể gọi cho mình số 0936535678, bên mình sẽ giao hàng và cài đặt tận nhà cho anh em nhé. Máy mới gọi là 99% mắt, rất là đẹp, không có một vết xước nào cả, tại vì vừa mới mua được 2 hôm, mà chỉ có 2 hôm thôi anh em được mua một chiếc máy và tiết kiệm được gần 5 triệu. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé. Nhớ đấy, gọi số 0936535678 hoặc click ở dưới phần mô tả giúp mình. Bye bye.